Đây là một trong bốn người con của bà Trần Xíu Liễu, cô con gái 33 tuổi, sống nửa đời người, ngơ ngác như một đứa trẻ. Cô con gái bà dành thời gian chăm sóc nhiều nhất, từ bữa ăn tới giấc ngủ, thậm chí đến cả chuyện vệ sinh cá nhân. Cũng vì vậy mà bao năm nay, bà gần như chẳng thể làm việc gì kiếm ra tiền. Nguồn thu nhập hiện tại của gia đình trong và phần tiền ít ỏi của người con gái lớn làm công nhân ở xa gửi về và tiền công của chồng bà Liễu. Cũng giống như bà, ông cũng không biết chữ, không có nghề nào ổn định. Quanh xóm ai có việc gì thuê mướn thì làm. Một tháng chỉ có việc được đôi ba ngày, có khi ba bốn tháng mới làm được một hôm. Ông bà có bốn người con trai và con gái lớn đã lập gia đình ở riêng. Một cô con gái ngẩn ngơ mãi, chẳng thể trưởng thành, và cô con gái út đang còn tuổi đến trường. Võ Thị Quyền Trân là tên con gái út của ông bà. Cô bé là học sinh lớp 10A2 của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Long Hưng, huyện Mỹ Tú. Lớp có 38 học sinh, em không phải là cái tên nổi trội nhất về thành tích học tập, nhưng sự chuyên cần và những nỗ lực của em luôn được thầy cô đánh giá cao. Không có phương tiện đến trường, mỗi ngày đều phải đi nhờ bạn bè, điều kiện học tập cũng nhiều thiếu thốn. Nhưng em luôn cố gắng hoàn thành tốt bài vở và tiếp thu kiến thức bằng tất cả niềm say mê. Trân là đứa con duy nhất trong gia đình còn được đi học, cũng là người nhiều chữ nhất nhà. Gia cảnh khó khăn đã ngăn bước chân đến trường của các anh chị. Trở ngại ấy cũng không ít lần khiến Trân chùn bước, nhưng quyết tâm của em còn lớn hơn cả những khó khăn em gặp phải. Qua thời gian chủ nhiệm em Huyền Trân thì tôi nhận thấy là Huyền Trân là một học sinh chăm ngoan, có cố gắng trong học tập. Dù là gia đình hoàn cảnh có điều kiện kinh tế khó khăn, tương đối khó khăn, nhưng mà em luôn có một cái thái độ học nghiêm túc và chuyên cần. Thì bằng chứng là em đã duy trì được cái thành tích học tập học sinh khá giỏi qua nhiều năm liền đó. Thì trong lớp thì em cũng có hòa đồng, cố gắng tham gia tích cực các cái hoạt động của đoàn đội đề ra, thì cũng như là giúp đỡ các bạn trong học tập. Thì tôi thấy với cái tinh thần hòa đồng và cái ý chí vượt khó đó thì Huyền Trân đã chiếm được rất nhiều tình cảm từ thầy cô và bạn bè trong lớp. Năm nay là năm đầu tiên của cấp 3, thì so với cái chương trình học của mình ở bậc trung học cơ sở thì cũng sẽ có ít nhiều những cái thay đổi, và có lẽ em cũng phải cần một cái khoảng thời gian để làm quen lúc ban đầu. Học kỳ 1 thì mình lại trải qua một cái quá trình dài học trực tuyến. Thì cái thời điểm đó đối với em nó có gặp khó khăn gì không Trân? Dạ có, tại vì học trực tiếp á, thì tiết thu thì cô nghe rõ hơn, với dịu dễ hiểu hơn á, với lại em cũng tiếp xúc với bạn nhiều hơn, trao đổi học tập được hơn. Học trực tuyến thì nó khó khăn hơn nhiều. Sau khi mà hoàn thành xong chương trình phổ thông thì em dự định là mình sẽ đi học tiếp, hay là mình sẽ học nghề, hay là sẽ lựa chọn như thế nào chưa Trân? Dạ em nghĩ là em sẽ học tiếp và sẽ đi học nghề. Nhà mình thì rõ ràng gặp rất là nhiều khó khăn về kinh tế, và trong suốt những cái năm đi học của Trân thì những cái khó khăn đó nó có bao giờ nó khiến cho em cũng phải suy nghĩ lại với cái chuyện đi học hay là bỏ học, hay nó có ảnh hưởng gì tới cái việc học của em không? Dạ ba mẹ thì cũng cho em nghỉ, nhưng mà em có suy nghĩ nghỉ học. Cụ thể là em đã từng nghĩ tới cái chuyện bỏ học đó là khi nào? Dạ đầu năm lớp 10 luôn chị. Nè lúc đó là dịch đang căng thẳng á, cho nên là em mới nói là cho con nghỉ học đi. Cái ba mẹ nói là mày nghỉ học rồi mày định làm gì? Em mới nói là thì con đi theo chị con làm, kiếm được nhiêu như thế nhiêu. Đã từng nghĩ là mình bỏ học ngay từ năm lớp 10 rồi. Thế thì điều gì đã giữ em lại cho tới bây giờ? Lúc đó em cũng 50 rồi chị. Em cũng muốn đi học vừa muốn đi làm nữa, cho nên em mới suy nghĩ đó. Lúc đó là cái dự định bỏ học nó lớn hơn hay là cái mong muốn được đi học nó lớn hơn? Dạ em chắc chắn là đi học. Tại vì lúc đó là em rất là mê học luôn. Với lại là
tại vì điều kiện nó không cho phép, cho nên là em phải dẫn tới cái suy nghĩ đó. Em nghĩ là cái việc học đó nó sẽ mang lại cho mình những cái điều tốt đẹp hơn. Cụ thể thì Trân nghĩ học nó sẽ đem lại cái gì cho mình? Đi học sẽ có nhiều cái kiến thức hơn, khi mà ra đời thì sẽ cần kiến thức đó để áp dụng vô. Mình sẽ giống như là mình sẽ trở nên là có ích hơn á. Trân đã có rất là nhiều nỗ lực cho việc học. Cái quyết tâm của em với việc học rất là lớn, cho dù là khó khăn như thế nào em vẫn muốn tiếp tục học, có thể là phải đi làm, phải gián đoạn một thời gian để kiếm tiền để trở lại học thì em vẫn muốn học. Hy vọng là cái nỗ lực đó, cái quyết tâm đó của Trân nó sẽ giúp cho em có thể kiên trì bền bỉ với cái con đường học tập mà mình đã chọn. Quyền Trân bước chân vào năm đầu bậc phổ thông với duy nhất một chiếc áo dài và một bộ đồng phục trắng. Sách giáo khoa thì xin lại từ người quen, bởi vì nhà quá nghèo. Cái nghèo đã kéo gì ước mơ của các anh chị Trân. Cái nghèo làm mẹ cha cứ đắn đo hoài chuyện học của Trân. Cái mùa dịch vừa rồi thì chắc là cô chú cũng không có công việc gì làm, thì lúc đó mình xoay sở làm sao? Thì ở nhà thì nhà nước cho gạo ra và ăn thịt nước tương nước đồ ăn bậy bạ nữa nhỉ. Mình tới bốn đứa con của mình thì con thấy là có hiện giờ là cũng có một mình Trân là đi học tới lớp 10. Mấy người con trước đây thì cũng gian dở giữa chừng là do cái điều kiện khó khăn quá hay sao cô? Lúc đó nghèo khổ quá không có cho con ăn học được, thành ra nghỉ. Chứ mấy chị mấy anh nó học giỏi lắm đó, cái khen ngốc luôn á. Tại vì hoàn cảnh khó khăn, không có gạo đồ ăn, rồi mà cha mẹ đi làm để cho nhà nó giữ êm ấp, rồi cho nghỉ, rồi vợ chăn này vợ không có êm ấp, thành ra ráng cho nó học. Mặc dù là cái điều kiện khó khăn thì cô với chú cũng phải vất vả lắm để lo cho cái chuyện đi học của con. Nhưng mà cô có, bản thân cô có mong muốn là Trân nó sẽ tiếp tục được học nữa không cô? Cho học tiếp, miễn có tiền cho nó học tới lớp 12 tới ra trường luôn, không cho nghỉ. Bởi vì mà mấy đứa kia thì mình thấy nó giờ nó ra nó không có màng được cái gì, rồi gán cho nó học nữa, nó có cái nghề cho nó sinh sống. Nặng chưa tới 40kg, dốc dáng gầy gò, nhỏ bé, sức khỏe cũng rất yếu ớt. Thế nhưng quyết tâm với chuyện học của Quyền Trân là mạnh mẽ vững vàng. Em nhận thức được những khó khăn mà gia đình mình đang gặp phải, những trở ngại mà em sẽ phải đối diện nếu tiếp tục con đường học vấn. Nhưng em không từ bỏ, không nản lòng, sẵn sàng đón nhận những thử thách và nỗ lực hết sức cho ước mơ của mình. Đó là cách mà em lựa chọn. Bởi vì con đường đến trường rất gian nan, nên với Trân, học không phải là nghĩa vụ, học là niềm say mê. Bởi vì tin tri thức sẽ mang đến những điều tốt đẹp, nên thay vì khó quá thì bỏ qua, Trân chọn kiên trì bước tiếp. Quý vị và các bạn, chương trình Tiếp bước đến trường kỳ này trở lại với trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Long Hưng để trao học bổng cho học sinh của nhà trường. Sau đây thì xin mời đại diện trường sẽ trao suất học bổng này. Xin mời thầy ạ. Lời đầu tiên thì đại diện cho nhà trường cũng cảm ơn Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng, Công ty Sổ số Kiến thiết tỉnh Sóc Trăng đã có kịp thời đến nhà trường để cấp một suất học bổng trị giá 5 triệu đồng để cho em tiếp bước đến trường. Thì cũng cảm ơn rất là nhiều. Nhân đây thì cũng nhắn gửi đến em, thì chúng ta được sự xã hội quan tâm thì chúng ta nên cố gắng tiếp tục con đường học vấn của mình. Đây là phần quà của Hội Khuyến học tỉnh, và đơn vị cũng đã giới thiệu em với chương trình Tiếp bước đến trường, và hy vọng là Trân sẽ dùng cái phần học bổng này để giúp ích cho cái việc học của em. Dạ em cảm ơn, em cảm thấy rất là vui vì em sẽ cố gắng dùng số tiền này học, sẽ cố gắng dùng số tiền này để vào công việc học tập của em, để công việc học tập của em tốt hơn. Cảm ơn Trân.
Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Tiếp bước đến trường kỳ này cũng xin khép lại tại đây. Xin được gửi lời cảm ơn đến Hội khuyến học tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Sóc Trăng, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Hưng đã cùng với chương trình tiếp sức cho em Võ Thị Huyền Trân trên con đường học vấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào 18:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh STV1. Quý vị có thể xem lại trên trang web thst.vn. Chi tiết liên lạc về chương trình xin mời gửi về chương trình Tiếp bước đến trường, Đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng, số 132 đường Trần Văn Bảy, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.